Chào cả nhà. Hiện tại là đang là 3 giờ 37 phút sáng ngày 4 tháng 10 năm 2022. Thì hôm nay Thảo đi chờ cá lồng Pha La mùa nước nổi ở Châu Đốc cả nhà. Mọi người có thể nghe những cái được những cái âm thanh của tiếng ếch nhái ở giữa cánh đồng. Hiện tại là 3 giờ mấy là bà con đang đánh bắt cá về, đang chuẩn bị đem lên cái chợ này để bán, rồi thương lái họ thu mua rồi họ đưa về các cái chợ nhỏ ở khắp nơi cả nhà. Đây là cầu Tha La, cái chợ Tha La này thì họp ngay cầu Tha La này luôn cả nhà. Đây là cây cầu Tha La nằm trên quốc lộ 91 đoạn qua thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang cả nhà. Cái cầu Tha La này thì nổi tiếng là ở đây có một cái ngôi chợ cá đồng rất là đặc biệt, người ta họp chợ vào lúc 3 giờ sáng. Thì hiện tại là mọi người có thể thấy ở đằng xa là có vài cái hồ họ bắt đầu là họ đang cá từ dưới sông lên để bán cho thương lái để mua gom đem đi các cái chợ nhỏ này. Đây rồi mọi người cùng chúng ta tranh thảo đi vào bên trong để coi cái cảnh buôn bán cái ngôi chợ rất là đặc biệt cả nhà. Đây là người ta gọi là một ngôi chợ cá đồng hoặc là ngôi chợ ma, tại vì chợ hoạt động lúc 3 giờ sáng. Thời điểm này thì gần như là nhiều người còn đang còn ngủ. Chỗ ánh sáng ở trước là mọi người đang họp chợ. Chờ bây giờ mới bắt đầu nhóm họp thành phố. Mới vô căn chợ nè, mới vô dắt này là dắt luôn bạn hàng căn bạn nó đi nè. Bây giờ là 3 giờ rồi rồi đó. Cá linh ngọt nè, bà ra đục căng cho cá xe, cho cá chợ người ta, rồi cái nó ngọt á, rồi vớt lên bán cho cá ăn. Năm nay cá được không cô? Nước nó cũng được chứ, nó cũng đưa chưa có thành luôn. Dạ, năm nay nước Cũng lớn tiêu, mà. nó tiêu quá, cá nó cũng trôi chút. Dạ. Năm nay cua đồ nhiều không cô? Cua nhiều à, cua nhỏ nhiều lắm. Cua đồng nhiều. Nhiều, cua nhiều. Cua là chục ký một con, phải 20-30 ký gì đó. Còn gì là được, cái một đêm rồi là nhiều chứ. Ở một lần này đồng là chút con chứ. Chút con thì bán cũng được, cho mấy vừa là cũng xây đó. Dạ. Như như chờ năm nay nhộn nhịp không có còn nhiều nhiều hồ làm gì không? Không, ít lắm, nghỉ ra nghỉ hết, luôn giải nghỉ nghệ hết rồi. Tại vì mấy người mà mần ăn thích nước nhỏ nè, người ta đi không được. Cái mần dạ. ăn được, người ta đi Bình Dương, cái Đi mần Bình dạng Dương hết hẹn rồi ha. còn Dạ. xíu à. Nữa có nhái không anh, nữa có nhái mặt khô nữa không? Cứ lên cân cân á thì bạn nội thảo đây mọi người có thể thấy là cá cái này là cá chốt, con này là cái này là cá chốt này cả nhà, rất là ngon á. Mọi người có thể thấy đây những con cá heo này mới cá heo xong này đó. Đi thảo cần chút cá heo bây giờ cũng không được, nó bán cái con heo cái người ta mua vô khoảng 300-400 ngàn, cứ từ nửa con cái bán con nhỏ nhỏ này là cá heo đực hả con hả? Cái đó heo đực không ạ? Heo đực. Cái heo cái người ta tôi lựa hết để bán, để mình bán cho cá nuôi cho người ta. Dạ, con heo đực này là cá heo xong đây, cái cá bóc cho mọi người coi. Cá này thì đặt xong chín sống luôn. Cá thiên nhiên đó. Cá heo này ăn ngon lắm, nhỏ nhỏ đi cũng ngon dữ lắm. Cô con cá chốt to này là chốt giấy hả cô? Cá chốt sọc. Chốt sọc. Cá chốt giấy là con kia nó nhỏ mà nó dẹp dài dài á. Dạ. Các con này đó, mình còn chút cái cá rất là tươi luôn á. Nói cái này nó nhiều lắm, nó kêu tôi bên bên này là cá gì đây không biết nữa. Đó, cá này kho lạc này ngon lắm rồi nè. Đó, cái vườn lửa. Dạ, xin chào bà. Cái đó là tép đồng. Nó như một cục tép đồng luôn.
cái này chắc đồng con tôi tươi đói luôn. Sống nhăn à? Dạ, sống nhăn răng luôn. Đó, đây là hơn nữa thịt coi này. Cái trời này rất là thích luôn. Đi hơi vất vả xíu thôi. Nhưng mà trời ơi, tép nó nhảy sôi sói luôn á. Cái này mà xào bông điên điền thôi là số 1 luôn á. Nhảy sôi sói luôn cả nhà. Tươi ghê không? Rất là tươi. Đó, mình ở đây thì mình ăn toàn đồ đồng không? Cái tư đi đường mà ba không chịu bắt cá nè, nó ấy mà không chịu bắt nữa nè, mắc lựa nè. Sợ đi cho đỡ. Hiện tại thì chỉ có mới có mấy hồ thôi. Bên đây. Hai chồng của đây hồ giữ thôi cho giờ hỏi ai thứ hai. Cá thiểu nữa nè. Tư không mà đừng có lựa ra nha, mà lựa nữa là chèo hết trơn nha. Ờ, cái bắt bắt con cá nhái là rồi đó. Để con lựa nè. Ô khô luôn. Con sóc bên đâu rồi thấy. Nước cá đâu, có nước cá. Nước cá giờ này bà nước cá cái gì đâu. Con hết rồi. Con sóc sóc cái tay sóc cái tay. Để gì cái gì nó cái tiểu này sao. Sình sáng đó. Bữa nào cũng có cái sình hết trơn. Cho bà sình bữa. Bữa nhỏ. Lớn lớn gì. Kia nè, ông bên kia tôi đứng riêng vân. Dạ. Tôi không có tội vạm mà. Kiếm làm miếng. Cá cá đồng một thứ mười con, một thứ mười miếng vậy đó. Nhà không giữ giờ. Trời ơi mọi người coi con tôm gì ngon chứ. Tôm đồng mà. Dạ. Cái này mà mua về mà luộc ha. Thôi, số 1 luôn á. Ngon ha. Còn 2 kg nữa đây. Tôm gì ngon ghê không? Nè, cái này 50 chục, cái này 15 nữa nè. 65.000 là 565. Trời ơi, coi bên kia cá chạch kìa. Chạch này hơi nhỏ, nhưng mà cái này mà đem mà chạch kim. Luộc mẹ rồi cũng ngon lắm. Cá chốt. Cá chốt. Dạ, dưới miền Tây mình kêu là cá chốt. Đó, mọi người có thể thấy là đây là bạn người ta đánh bắt cá về và người ta đang đem cá lên này. Bức thường người ta đang vô này nè, cá người ta đang vô này nè cả nhà. Đó. Họ đi đánh bắt giờ về mới về để đem lên bán. Thấy rồi. Nhà của con anh đang luộc cua đồng này nè. Bắt được con chết bỏ tội quá. Bắt người chết quá trời chết. Kiểm nó đây, kiểm nó đi, đây nó đây. Lụm nó chết. Bữa nào không quay chơi mà không bữa nào không thấy cho tiền chứ. Một hơi uống cũng có. Thu nhập từ quá dữ luôn rồi mà.
quay mấy ông kia bên kia đừng quay tôi nha. Dạ. Đâu ai đâu, tôi thấy cũng quay tôi chứ. Quay cái vỏ của mình chứ. Quay mấy ông kia coi. Quay tôi mắc cỡ. Tôi thiếu nợ người ta, ông quay vậy ta gặp tôi ở đây là ta đòi nợ luôn. Thế nữa. Đã trốn đi đập măng ăn mà. Dạ. Chạy giờ thích thủ luôn một lượt rồi mà. Thằng ơi, lâu rồi không biết chỗ, chỗ đâu ở nè. Vài bữa nữa không biết chỗ đâu ở nè. Lũ lụt rồi. Năm nay nước lên lớn hơn năm ngoái. Dạ, năm nay lũ lụt chút sữa không có đâu ở nè. Trong đồng nó ngập rồi. Nó ngập rồi, giờ không có đâu ở nữa nè. Thì nhờ nước ngập tới có cá, có tôm nhiều. Muộn cá chẹt này đi qua ở dưới gốc đầu cầu. À ngủ thì ngủ còn là ví dụ mà ở chổng là ăn nấu cơm, nấu nước ăn, nó chưa ngập. Chưa mới ra, mới sáng 4 giờ mới ra. Các bác nè. Chắc lại đây đang em giữ cái nước rồi, muốn mấy đây nè. Muối gì muối gì muối. Muối chiên á ngon lắm. Muối chiên, muối chiên, muối chiên. Rồi, hỏi đấy nè, để vậy đi đổ xào qua để sóc chút. Đang có xào không cô? Em là đặng em giữ có, em giữ có rồi. Lấy hết cái nhái ra luôn đi. Không bọc mà, bọc mà nó chút mắm. Nó chút mắm mua luôn, nó khó, nó kẹt chút 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 lên. Nó kẻ. Nó kẻ chút chút chút. Bao luộc cá chạch. Đâu mà nằm dứt, hơn 9kg đó. Ừ, chả hết. Giờ lấy, nó đem lên cái này. Chị bị nổi lắm. Con, ông quỷ, con quỷ nó dứt kìa mới giữ. Mẹ quá, không có nhiều. Lai gai ngày 50kg ngày nào cũng có. Con, lai gai à. Rồi ra nước đá rồi, một chút là có sổ đá rồi, một chút là... Cái dụng như thế hả? Sao mừng có nước đá không hả? Dạ rồi. Đá đâu? Có đâu coi, cái nào mà có nước đá thì đi bè, còn nào cũng có nước đá thì bảo có ủ. 80 bự, 50. Bự 150 luôn, 200 luôn. Chị tính này mắm bữa nay á, cái chụp không luôn á. Cái giọng sắp thì ngon, cái chạch nhỏ, cái giọng sắp đi ra bán, ngon. Ờ, cái này giọng sắp mà có gì sao miệng giọng sắp. Có không có 85. Mình nói 85 với em, 90. Hai ký 2 nè. Làm gì lắm. 2 ký 18, 200 gram nó 18 ngàn nữa. 2 ký 85, 2 ký con 17. Cái 90, 2 cái 108, 200 gram nó 18 ngàn nữa. 2 ký 2 hả? 2 ký 2. Nên nhiêu? Trời, nó đòi 90 thì trả 80, đòi 90 cái này gì đây? Hai đâu, mấy đâu nó quá. Bỏ bụng bỏ ngoài hả vậy đó, lụm nó nha. Nhảy à, nhảy đâu, nhảy không à. À, trong gửi gram nè. 295 ngàn đi. 200 gram như 15 đó. 195 đi. Cái này giữ gram. Cái này nghe tiêu kìa. 12 ngàn. Trời ơi, chấm giữ gram 12 ngàn 80 luôn. Không quên. Có 9 ngàn. Có 9 ngàn như 10 ngàn đi. 10 ngàn cho nó ơi. Bán cá 10 ngàn, ngon. Lớn như vậy. 205.
225 cá. 205 mà chậu. 205 mà. Cá mà cá nhím nè. Cá mày nuôi trong dèo quá gì á. Nuôi là mà nuôi ta đặt chốn mà nuôi đâu ra. Cái nó ngon lắm luôn. Cá đồng. Cá đồng không phải vậy thôi. Dạ ta chỉ còn cái tư còn cá nó xanh lè. Vô là còn 8. Vô là còn 8. 8 20.000 45.000. 45.000 nữa. Nè, có càng nè. Khoảng 45 ngàn. 250 ngàn rồi đó nghe. 250 rồi đó. Nè, 2 kg 50 mà đánh 2 kg luôn nè. 60. 60 nữa. Mà bắt này vô em mới chạy em đó rồi. Đi rồi hả? Ờ, mới hơn. 301. Bữa nay chạy cua 301 hả? Bữa nay người nào nó chạy cua hết á trời. Ông Điệp nãy là mấy ký? Ê, em bị dứt. Chụp đi. Tám ký luôn nó 80 rưỡi. Bữa nay cho bà nửa ký luôn rồi đó. Đâu có 45 gram đó. 8 kg luôn. 96 đi. Là mấy rồi? 250. 310 ngàn rồi. 310 ngàn cái này nè. Ở nhiêu rồi? Cái này là 405 ngàn. 405 ngàn. Hết tiền cá mới luôn. 5 ngày góp mày. Góp không có đưa ông, đưa ông hồn út rồi luôn rồi sao? Là tao đưa cho ông. Sợ. Thôi, đưa ông đi, đưa ông tiếp rồi đúng không? Sắp một cua cho em nha. Góp cái bến này. Cái này là cô, cái này là càng to là bán riêng cô hả? Ừ. Dạ, còn cái đó càng nhỏ là bán riêng. Cái này nhỏ riêng. Còn cái càng to này là tùy đó khi mình bẻ càng là mình bán không có bẻ bán gì đó. Giống như con ký 50 ngon quá hả mọi người. Mà mà có dịp mà đi về đây mình sớm sớm về nó cỡ 4 giờ ra đây mua cá đồng về ăn. Cá đồng rồi mình đóng một thùng xốp mình về Sài Gòn mình ăn luôn cũng ngon. Cái con cá này trên này nó tươi luôn, sống dạ tươi sống luôn á, về mình kho lạc ngon lắm luôn. Dạ cá chạch cũng ngon này mọi người. Có miếng cá thắt lát hồi nãy cô mới cân nó 3 con nó nhìn ngon ghê. Về mà bữa cho, nay nó nở đó. Dạ cho mấy bé đồ ăn thì mấy bé ăn đâu được chứ. Xương ý là lấy cái xương, lấy nạc cái đồ ăn, cái bầm á. Dạ làm chả đó, nó còn sống luôn đó. Ừ nó làm chả đó. Thì đây thì người ta mua đi người ta bán lại thì giá hơi nhít một xíu, nhưng mà mình đi sớm á, mình đi cỡ 5 giờ là mình mua. Ở đây thì thương lái họ đi cực khổ, 2 giờ sáng thì họ phải dậy đi rồi. Lộn mấy chục đồng. Bữa nay còn đỡ đỡ nè, ngày hôm qua da nước đục một cái ăn. Cá đẹp tay vậy thôi, nè mấy cá hiểu ngon quá nè. Đưa xuống đây đi. Trời, bữa nay có đít theo nè. Cá em không có lộn cái gì đâu, có con hai con cá hiểu lụm qua cho bà thôi. Cá chạch. Cá hiểu bỏ mẹ đi đó, mình lụm vô đây mình dằn chứ nó cũng xịn chứ. Xịn không? Xịn thấy nè, ngon. Nè vậy thôi. Em thấy ngon quá, em tính lụm rồi để vô mấy con để vô cho bà chứ. Thấy thôi bự ngon có bổ ổn. Thôi nó xình mà quả đi. Ừ, nó bốc lên cũng biết. Nè đổ vô. Nè đổ vô sọc này. Ủa sọc nó đó lọt á. Lọt đó, mình đổ cách nào đó mình đổ. Thứ một cái mấy thứ người ta làm cái bự cái nhỏ đi. Lợi về em biết cái dụng cái dân á. Cái dụng thấy cái cá em là đẹp rồi đó. Không có cái dụng đâu. Mình cũng mơ cái dụng. Cái vốn này nè. Vốn là vốn sao? 5 kg cho con chung tư. Tôi trả gì đó cho dễ nhớ cô ơi. Đưa 50 thì hết đây 5 ngàn ừ. Nè. Rồi đủ đó. Chùi á. Giáp đi uống chùi. Trời ơi, em làm nè. Từ trời. Bự bự. Cái đó mà 50. Cái nghe 30. Thôi. Thua cái lưới người ta nữa cá bự chứ mày. 40 đi bà.
chụp đây cá bự chín hơn thì cái dảnh nó bốn tiền 35 ngàn đó thôi, 40 bán 55 muốn bán, bây giờ muốn con nào nhỏ không ba tay lên lợp nó bán cá nãy con lập chục mấy trăm nhà mới rồi 700 mua cái chặt ra gì bán cá gì sao đem lên bán sớm sớm cho người ta mặn đây. Trời ơi, người ta đi sớm mà ngặt trễ mà bữa nay cũng ít cá của chị nữa. Chứ phải ai mà thấy mà tôi có khi nào mà tôi đi sơ trễ không? Thì cá gì đâu còn cá gì đâu. Còn nhiều đó nghe không? Nhưng mới ơi cá tiểu không biết nửa ký không nữa. Mình có nước không? Không. Ủa rồi cái chị Vinh con này mà để vô đây như tôi hoài chết luôn nè, gì mà để vô căng mấy chục ngàn ký trời. Cái nè cá này nè, cá này tôi thử bán có 25 ngàn ký thôi. Rồi được rồi chị ơi, cái kia tôi bán cho chị mà mắc tiền chị nói hả? Có gì đó đặt rồi nè. Kia nói xúc giết rồi. Chút 4 kg cho lên lên là liền luôn. 4 5 kg gì cho ông chạy về liền cái trời sao mới nhất đây. Chị không có thùng nữa, lấy. Chưa chút cái đó đưa nó đó đi ra. Không ngồi không vậy. Để thùng này xong đổ ra đi. Rồi 2 cái 50 cái kính đây. Trời ơi, sáng bét luôn luôn. Thì bữa nay đi có mặn được cái gì hết trơn. Chết có cái gì đâu mà. Đó, cái giống giống trong đó. 30 ngàn. Mới không bữa nay có đâu, nhờ cái kia chưa chị đó. Thôi, 60. Cái thiểu nhúm 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 gì đó. Cái này ông đổ cho cái máy giùm tôi đưa cái măng con mà giùm. Là cá chục ngàn 2 món đó hả? Nửa ký lô 15 ngàn nữa là 75. Ba con có chấm hơi không? Cái này tôi con chút đổ cho kia. Thôi cái này nè tôi không ai đâu. Ngày hôm qua nó tình hết trơn, ngày hôm qua luôn tôi nó thiệt luôn. Ừ. Trời ơi, cá dùng mấy cá kìm thì lụm mở ra vô đó mẹ cho người ta đó chị đi. Thần ơi, mấy cá kìm con chút con để viên cái tư. Mấy bữa đó người thấy nhiều, ta mới lộm. Cái nào cái nào ta nói ta nhiều, ta lộm. Nhiều lụm dùng mỗi mấy con thì để dồn đi. Tôi có nói không? Ừ. Nhiều thì nói vậy tao có nói rồi, tao nói cái đã nào thấy nhiều rồi. Nhiều 75 ngàn rồi đó, 75 rồi phải không? Sáu trăm gram gì 22 có 12 ngàn mà 75 87 ngàn nè, đưa nó đây. Dùng có chút đỉnh tôi ấy chứ. Thì người ta có nói mà người ta lòng tâm này rồi tôi không có mua chung nữa đâu. Người ta nói thì chút đỉnh thì có để gì vậy? Tôi cũng mua chung với cái kìm đâu trời ơi, có lòng tâm thôi, trình hết trơn nè.
chết đấy không sao? Không. Cứ chết vài bán không có được gì chứ. Còn có ai mua ăn bằng có rồi, có nước rồi. Bao nhiêu bạn bao nhiêu? 93 nãy rồi. 93 với này 10 ngàn nữa. 103. Nè, cảm ơn. Ơi. Rồi còn 6 cái 6 cái chẳng. Bà lương không có vô, chặt bà nhiều mới vô rồi. Tách vô lên cái bộ. Đã mua tới trăm mấy lần đó. Trăm mấy nhất rồi bà ơi. Ờ. Cái này nhất rồi. Cô bán cái đó nè. Ờ. Không. Bữa nay cho bà chồng bà Linh mua của tôi cũng được con nữa đó. Của bà mới đó con bự rồi. Cũng mới lớn đó chị ơi. Ờ mày bán qua có chim được không Mỹ? 5 ký chẳng. Tắt ra nữa hả? Ừ. 5 ký chẳng. Tắt ký bị có 200 gram. 100 gram chưa có nữa 200 gram. Em không thấy gì trả rồi. Bà đi về bến rồi. Về sớm. Hồi sớm giờ mà quằn quằn đi xuống. Ờ quằn quằn tại vì mắc cái lửa cá cua từ lúc vô chứ. Hai trăm rưỡi da đấy bóng mình đi mua về nó mặn hai trăm da nhỏ hơn con của đó nhỏ hơn 300 da Mỹ ơi có lúc chết luôn đó nè. Đấy nó ngoài thử coi. Chắc nó ngọt đúng rồi, nó ớt cái đá gì vậy. Ăn được. Căng đi coi sáng á, căng đi đem qua binh dặm đi dặm đi ha. Ủa, không rửa nó để bán thôi. Bán nhiêu ký vậy? Chết hả? Dạ. Ông trời bụng thấy giờ người nào giỏi thấy bụng ô dạ. Giờ. Sáng nó 9 giờ nó mới lấy. Vậy hả? Giờ. Tại em trộn chung với các cỡ tép mộng đó em đưa lên có một luôn. Bán nhiều ký ở bụng sắp giờ không rồi không mà không có chết rồi mà chết hết rồi bữa nay nãy hả chết kè. Ngọt đú trơn rồi không nhẫn đú cái đập kìa nhiều ký đưa lên thì chết đó chết mà thì ổng sống rồi đưa lên thì nó chết rồi à, không có nhiều đây mà vô lấy mẹ đi sáng đi làm con mấy thằng lên rồi 9 giờ mới lên tới bà bán nhiều lắm tại chỗ cái chợ bọng gì đó đem lên bán nè đã mới về chả ngủ cá này sao nó bị gì kìa sao muốn cá sao nó dãy á chạy vô đây rồi ốc ủa sáng nay có quay phim cái gì vậy có mấy hồi căng đi dục con cá đá vô muối cho nó đi dạ căng đi có dục con cá đá vô muối cho nó đi nào giờ quở rồi ở trên đi quay phim lên đại gì đó cái cá bà ơi phim nặng gì lên tàn hình nhà báo không được tức sợ nó đưa lên mà có đâu lên đây được
Đỡ vũ rồi không có hết thì còn buộc cái bọc để bên. Cái bọc cái có chảy rồi. Còn cái linh. Cái linh này có quái đưa ra cái cá nó gạt, quái gạt lên để mà gạt. Cái linh bật cầu nè. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi các bạn. Trời giờ là nó nhộn nhịp hơn lúc mà 3 giờ sáng khi mà mọi người mới nhóm họp. Một số người là họ mua được cá sớm, họ đi về những cái chợ sớm để cá còn tươi sống. Thì đây là còn những cái người mà mua trễ. Xong rồi những cái hồ họ mua đi họ bán lại nữa. Họ mua xong rồi họ làm cá họ bán tại chỗ luôn. Nước đó đổ vô giữa đi. Nay căn về rồi ngủ mới bả sớm đây là bánh chán. Sẹt cũng bánh chán. Con bánh chán. Xào bông hiểu không? Con bánh chán. Xào bông xào giá với